Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương phá đem lại do đó bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc đồng thời không nên tin người quá dễ dàng bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại cho công việc tuy nhiên bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót trải qua những khó khăn thử thách bạn sẽ ngày càng trở nên xuất sắc hơn thiên ấn cũng cho thấy bạn vốn là một người thông minh và điềm tĩnh mọi người xung quanh hiểu rõ và luôn tin tưởng vào bạn vì thế mà chẳng có ai lại đi tin vào những lời bịa đặt vô căn cứ hãy tin rằng cây ngay không sợ chết đứng tử vi tuổi giáp ký thuộc mệnh kim tuy là ngày tốt nhưng cũng không nên tiến hành làm những việc lớn có tài lộc nhưng dễ hao tán trong việc chi dụng nợ đáo hạn tu bổ nhà cửa xe cộ máy móc thân nhân đau yếu hoặc có tang cẩn trọng khi sử dụng xe cộ đi đường nuôi súc vật không nên nhận xe máy móc nhưng nếu làm nghề rửa xe sửa xe máy móc thì tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự tu bổ sửa chữa mua sắm dọn dẹp chỉnh trang trong nhà hoặc trong công sở vì có cuộc họp tiệc tùng ngày có nhiều sự giao tiếp có tin tức về tiền hoặc về công danh tình cảm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có nhiều sự xoay chuyển, thay đổi bất ngờ, hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc, hoàn cảnh gây ra. Mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Không nên hành động mà bị vướng mắc. Có tin xa, gặp lại người xưa, chuyện cũ. Sự mong cầu về tài lộc tiền bạc có tính bất ngờ không nên so đo tính toán. Tử vi tuổi canh tí. Thuộc mệnh thổ. Trong công việc còn nhiều bất lợi không nên tiến hành, hoặc làm việc trong sự cẩn trọng. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp. Đừng nên sinh chuyện tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc tiền bạc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán có nhiều sự xoay chuyển thay đổi bất ngờ hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn sức khỏe không tốt có tin buồn tử vi tuổi sửu dưới sự giúp đỡ của tam hợp người tuổi sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nếu đang là nhân viên bạn sẽ dễ dàng thăng tiến còn nếu đã đứng ở vị thế lãnh đạo thì bản mệnh cần tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến nhân viên để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý với từng người. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Bạn biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, ràng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội vã kết thúc, nhận được tin cũng không nên hốt hoảng, bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Việc đến như thế nào chỉ làm như thế ấy, cần phải giới hạn mọi việc thì sẽ có kết quả tốt. Bằng ngược lại sẽ bị nhiều chuyện vướng mắc buồn phiền nhất là trong cuộc vui, giao thiệp. Tuy nhiên cũng có cơ hội, hoặc có quý nhân giúp đỡ và gặp được bè bạn, thân nhân đem lại điểm tốt ngày dễ hao tốn tài lộc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh mọi việc cần phải có sự khéo léo chậm rãi mới có kết quả mọi việc có liên quan đến giao thiệp tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt tài lộc trung bình và đến tự nhiên việc mong cầu chưa đến có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt, việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn. Tử vi tuổi dần. Kiếp tài tác động khiến người tuổi dần trở nên nóng nảy, dễ vướng phải những vụ tranh chấp mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp bạn quá tự tin và chỉ thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác không ai có thể là người đúng trong mọi trường hợp nhiều khi hãy hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh xem sao biết đâu bạn sẽ tìm ra hướng đi mới để giải quyết mọi việc cùng với đó tình cảm của con giáp này và người nhà cũng không yên ổn đôi bên có thể xích mích mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và cân nhắc kỹ càng Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày hoàn toàn không tốt cho mọi việc. Tất cả đều không nên tiến hành. Hoặc chỉ vì tình nghĩa miễn cưỡng mà phải làm. Gia đạo bất an, tin tức không tốt, chớ nên tin cẩn hoặc hy vọng vào người khác, có sự phản bội, nếu không thì cũng nhận tin tức trái ngược với dự tính. Không nên gây gỗ đưa đến bất hòa. Tài lộc vào nhanh, ra nhanh. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa Mọi việc cầu mong về đi xa, di chuyển nên có sự cẩn trọng, có trở ngại ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan hoặc giải quyết có khách đến có tin xa về việc làm cũng như tình cảm tài lộc trung bình có tin buồn mọi việc đều khó thành công như ý tử vi tuổi mậu dần thụ mệnh thổ mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên đến như thế nào thì hành động như thế đó nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn hãy chờ một dịp khác tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Gia đạo rất bận rộn về công ăn, chuyện làm, nhà cửa, sức khỏe. Cần cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hao về xe cộ, máy móc, có tin buồn. Việc dùng tiền để gỡ rối hoặc bù đắp nên rời vào một ngày khác. Cần hỏi ý kiến của quý nhân liên hệ. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Có nhiều biến chuyển thay đổi nhanh chóng và bất ngờ trong ngày. Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay hãy hết sức thận trọng ngay cả vấn đề đi lại di chuyển cũng nên cẩn trọng ngày có sự đáo hạn định kỳ đến hẹn cần phải giải quyết có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi mão do cục diện tương xung tác động người tuổi mão quá chủ quan kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác sẵn sàng gây gổ tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình bạn nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý mình. Còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận, cách hợp lý nhất là bạn cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng. Kim Khắc Mộc người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm nên chưa chịu mở lòng mình. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì cho rằng người ta không thực sự chân thành với mình. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Ngày không nên hành động hoặc mưu sự những việc lớn lao nếu có người đến đề nghị hoặc bàn thảo công việc cũng chớ nên tin vì sự thật không đúng như vậy chỉ có những tin đem lại sự bất lợi cho mình hoặc sự khó khăn của những người khác mong muốn mình giúp đỡ ngày chỉ nên ngồi yên tài lộc không tốt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ bổ sung nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt tiệc tùng, sẽ có chuyện không như ý, có sự hư hại. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị vướng kẹt. Làm gì cũng phải có sự khéo léo, tránh sự va chạm dù đó là công việc hay là chuyện tình cảm khiến cho không có sự êm xuôi trọn vẹn. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, hẹn ước. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc có sự bàn bạc về thay đổi tu bổ, sửa chữa cho công việc, nhà cửa, đồ đạc. Cần phải có sự bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngày có rất nhiều sự việc xảy ra hoặc có nhiều tin tức đến dồn dập có liên quan đến công danh, tài lộc, bổn mạng của mình và thân nhân, bè bạn. Đề phòng rủi ro, tai nạn, bị ép uổng, chơi xấu, dính vào sự thị phi, tranh cãi, pháp luật. Việc làm cũ có vấn đề. Có sự đáo hạn, định kỳ mà mình không thể giải quyết. Có tin xa, có sự gặp gỡ, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đề phòng sự thị phi trách oán tranh cãi và cũng nên đề phòng rủi ro mọi chuyện mọi việc đến chậm chạp hoặc chưa có kết quả công việc dễ bị dở dang bỏ dở cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái có sự gặp gỡ người thân bè bạn quý nhân không nên vì chuyện tiền bạc mà gây sự bất hòa mất tình cảm có sự hư hại hao tốn nhỏ có chuyện vui có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở tử vi tuổi thìn nhị hợp nâng đỡ người tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người tuy nhiên chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn bạn hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình thổ sinh kim cho thấy con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau nửa kia cũng thường là người giúp bạn đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng nếu có mong cầu về tiền bạc tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý không nên hành động tiến hành công việc đề phòng tiểu nhân hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình hoặc người mình mong cầu không có khả năng giúp đỡ nên yên phận Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng, việc gì cũng có sự giới hạn của nó, nên hài lòng với chuyện hiện tại, không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không có lợi. Có cuộc vui nhỏ hoặc được mời dự tiệc, có tin tức không tốt về sức khỏe, công danh, bổn mạng của thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng, không nên than van hoặc âu lo nếu có những trở ngại bị áp lực hoặc có tin tức xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may hãy mạnh dạn thay đổi nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính có tin tức ở xa một ngày vất vả bận rộn hay lo tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng không nên mưu cầu chuyện lớn lao sẽ có hại tin tức đến đều không có lợi nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn. Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và, giao dịch. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than vản hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may hãy mạnh dạn thay đổi có tin xa một ngày bận rộn hay lo tài lộc trung bình hoặc có chuyện vui tử vi tuổi tỵ nếu không muốn vào đủ loại rắc rối do thương quan mang lại người tuổi tỵ nên có hướng sửa đổi những tật xấu của mình bạn quá hiếu thắng nên dễ xích mích với người khác mà không quan tâm tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình người trẻ tuổi có thể đối diện với những nỗi buồn lớn như không trúng tuyển, không thi đỗ, thậm chí là bị mất chức, bị hãm hại, song đừng quá thất vọng với thực tại. Đây chính là dịp để bạn nhìn lại bản thân mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Hỏa khắc kim, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên, hãy nói để người ấy hiểu điều gì khiến bạn tức giận. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa có người khác phái đến nhờ mình hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết vấn đề khó khăn. Cần phải có sự khéo léo khi nên ý kiến vì còn những yếu tố khác mà mình chưa biết được. Chỉ nên làm việc bình thường, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ không có kết quả. Có tin không tốt của người trên hoặc quý nhân. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Mọi chuyện đến không phải là dễ dàng, nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến dễ gặp chuyện buồn phiền, tranh cãi, gia đạo bất an. Tài lộc còn chậm, cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nên cẩn trọng trong mọi sự, dù công việc hay tình cảm có dễ dãi cũng không nên đi quá xa dễ gặp sự mít lòng hay trách oán, hao tốn. Làm công việc gì thì cũng phải làm đến khi có sự kết thúc chớ nên bỏ dở, phá ngang. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim truyền tình cảm chưa phải là lúc quyết định dù đã có ước hẹn hoặc có dự tính gặp gỡ về việc làm hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình không nên để sự việc hoặc người khác đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay chớ tranh cãi phân giải chỉ nên ngồi yên và chờ đợi hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình tài lộc trung bình có tin vui tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tài lộc còn chậm dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi ngọ Hòa khắc kim người tuổi ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối trong mối quan hệ tình cảm nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó. Nếu đã có gia đình, bản mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý mình có thể khiến bạn cảm thấy không hài lòng, song bạn không nên đi sâu vào tâm lý con cái chứ không nên sử dụng vũ lực. Thực thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho những người làm nghề tự do hoặc những người có công việc tay trái nhờ tinh thần quyết tâm không ngại gian khổ công lao trước đó của bạn đã được công nhận và nay là lúc bạn gặt hái thành quả của mình tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim không nên tiến hành công việc đi xa không nên có sự giao kết hẹn gặp chỉ đem đến điều bất lợi không có kết quả cầu mong tin tức không tốt tâm tình bất an nên ngồi tại chỗ kết quả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mọi việc đều chưa kết thúc chưa có sự giải đáp thỏa đáng tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy Ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi. Sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều việc phải lo lắng, ưu phiền. Sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Nên thu xếp, vén khéo công việc. Rất dễ có những tình huống bất lợi xảy ra cho mình hoặc có nhiều việc tin tức đến không biết xoay sở như thế nào mới phù hợp. Bên mình có kẻ dèm pha, hoặc muốn xen vào chuyện của mình nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc tài lộc vào ra thất thường chớ nên tin cẩn về tình cảm của người khác có sự gặp gỡ gặp mặt hoặc có tin tức chuyện vui tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc mọi việc đều cần phải cẩn trọng rất dễ có chuyện xoay chuyển tốt xấu lẫn lộn hoặc gặp sự bất chắc khó khăn có tin buồn không nên đương đầu một cách thẳng thắn mà phải nhu nhuyễn khéo léo một ngày bận rộn nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc. Có sự hư hại, rủi ro nhỏ, hoặc sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi mùi. Thiên tài nâng đỡ người tuổi mùi, giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi nhưng tốt nhất là bạn không nên sống phụ thuộc hoặc lún quá sâu vào điều đó hãy nghiêm túc lao động như thế bạn mới phát triển bền vững được thổ sinh kim mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim nếu có tin tức hoặc có người đến mời mình hợp tác làm ăn thì nên suy nghĩ chớ hấp tấp quyết định nhanh chóng còn nhiều ẩn ý của họ ở phía sau chỉ đem lại lợi ích nhỏ nhoi có sự gặp gỡ của thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm tiệc tùng có tài lộc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc không nên nóng nảy hấp tấp tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ Ngày xung của bổn mạng, nếu không có việc gì quan trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi hoặc thăm viếng, gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngoài ra sự di chuyển, đi xa về công việc đều khó có kết quả như ý. Có người đến quấy rầy hoặc muốn nhờ mình giúp đỡ. Sự mong cầu về tiền bạc nếu có chỉ là chút ít mà lại dễ hao. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa cho đến chuyện tình cảm. Đề phòng người dưới có chuyện làm hại đến mình hoặc họ bị rủi ro tai nạn cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ, máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn, người thân. Tử vi tuổi thân. Tam hội nâng bước người tuổi thân để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực bế là ngày xấu để làm nhiều việc trừ đắp đê và lấp hố rãnh vì vậy nếu có kế hoạch trọng đại gì bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện tránh những sự cố ngoài ý muốn tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc về lời ăn tiếng nói giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định không thành công tài lộc có chút ít tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc tâm tình bất an có tin buồn ngày có nhiều sự âu lo đề phòng rủi ro bất chắc có người đến nhờ và mong giúp đỡ và chính mình cũng nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử Vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Dù biết rằng có nhiều sự khó khăn đang ở trước mắt, sức khỏe không tốt, không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng, chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc hoặc chơi xấu. Có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử Vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều sự âu lo, tâm tình bất an, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba, khó có kết quả như ý, hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy. Không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn. Nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử Vi tuổi dậu. Cục diện tự hình mang lại ảnh hưởng xấu, khiến người tuổi dậu trở nên khá nóng nảy bạn thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình bạn có vẻ không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn có những lúc bạn vẫn mắc sai lầm đừng quá tự kiêu cho rằng mình có tư cách chỉ trích người khác bởi như vậy sẽ biến bạn trở thành ếch ngồi đáy giếng bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể trong ngày hôm nay, bạn có thể mắc phải những bệnh về gân cốt cơ bắp hoặc răng miệng. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, dọn dẹp trừ cũ lập mới. Có người đến mang tin vui, nhà có thêm người, có tin tức ở xa, có quý nhân giúp đỡ về tài lộc hoặc công việc làm ăn. Không nên để chuyện vui chơi, tình cảm giao thiệp ràng bụng mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi kỳ dậu, thuộc mệnh thổ. Có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn, đám tiệc, hoặc nhận được tin tức. Mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết tốt cũng có xấu cũng có sức khỏe không tốt có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức nhưng không nên để họ nhúng tay vào chuyện của mình có người dòm ngó có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm nhân nghĩa ở quá khứ tài lộc trung bình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay nếu có gặp trở lực cũng không nên nóng vội nản trí đừng sợ sự hiểu lầm trách oán tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro tử vi tuổi tuất người tuổi tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của cục diện tương hại Tuy nhiên, dù hoàn cảnh trước mắt có bế tắc bạn cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, nếu bạn cứ tiếp tục dừng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải với nửa kia nhé. Trong ngày hôm nay, nếu cần phải xuất hành đi xa, bạn nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Hướng xuất hành tốt hôm nay là Tây Bắc gặp Hỷ thần và Đông Nam gặp Tài thần. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Việc gì cũng phải tính trước, không hẳn sự việc xảy ra theo đúng ý mình, hoặc theo đúng như sự giao kết. Cầu mong về tài lộc có được chút ít nhưng cũng không tiêu xài được. Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết. Có tin buồn nhỏ. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên hoặc chỉ là hư danh dễ gặp rủi ro tai nạn hao tài tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên hòa hoãn nhẫn nhịn ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên hoặc chỉ là hư danh dễ gặp rủi ro tai nạn hao tài tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự việc xảy ra rất nhanh chóng cần phải dự phòng, tiên liệu dù điều tốt điều lợi đến, sẽ có hậu quả trái ngược. Nếu gặp điều xấu đến ngay thì không nên tiến hành vì sự việc còn lâu mới êm xuôi. Có sự tranh chấp đôi co hoặc gặp nhiều trở lực trong ngày. Đề phòng tai nạn rủi ro hoặc bị chơi xấu. Sự tính toán mong cầu về tiền bạc đều bị đảo ngược với dự tính. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu có sự đi lại, di chuyển thì đề phòng có sự trở ngại. Hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài, tai nạn, có chuyện buồn. Tử vi tuổi hợi kim sinh thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi hợi và nửa kia rất yên ấm bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì nhờ vậy mà đôi bên luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng nếu còn độc thân nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập không nên từ chối các buổi gặp gỡ bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó Chính ấn cho thấy bạn là một người dễ bằng lòng với thực tại và điều đó dễ biến bạn trở thành một người trì trệ ít khi chịu cố gắng. Dù bạn không muốn trở thành một người trước cao vọng trọng đi nữa thì bạn cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong trong trách nhiệm của mình. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa. Nên đón nhận cơ hội và sẽ có sự thuận lợi khi công việc được bắt đầu hoặc muốn thay đổi phương hướng, hoàn cảnh hiện tại sẽ có người tiến dẫn đến thành công. Vấn đề là do ý chí của mình có vượt qua được những khó khăn còn tồn tại hay không? Chuyện tình cảm giao thiệp nên có tính cách lâu dài, chậm rãi. Tử Vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ. Nếu đã có dự tính thay đổi phương hướng thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên e ngại sự trắc trở, trở ngại sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác. Cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ. Tử Vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc. Nếu đã có dự tính, thay đổi thì phải tiến hành một cách chân thành và nhiệt tình. Không nên ngại sự chắc trở, sẽ có kết quả tốt vào một ngày khác. Cũng không nên e ngại sự hao tốn hoặc phải bỏ công sức vì sẽ có người hiểu được mình. Có cuộc vui nhỏ hoặc được mời dự tiệc. Tử Vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Khởi đầu công việc bao giờ cũng bận rộn, chắc trở hoặc chờ mong tin tức chậm, có sự rời hẹn. Ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn định kỳ nên tiến hành không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày có sự đáo hạn đến hẹn dù là chuyện tốt hay xấu cũng vậy nên chấp nhận và tìm phương hướng giải quyết tuy nhiên làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan có cuộc đi ngắn không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ hao tốn tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ hoặc có chuyện vui cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại